Để tiếp tục cho series video bảng ngọc dành cho từng tướng, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em bảng ngọc của tướng Giai, Quý Doanh Doanh. Về tổng quan bảng ngọc, anh em nào chưa biết có thể xem qua video này của mình để hiểu rõ hơn về các chỉ số của bảng ngọc. Ngoài ra cũng sẽ có một số tướng như Thẩm Diệu, Cát, Zoto, Băng, Takeda cũng như là Ngụy Khinh ở chế độ tryout và Ninh Hồng Dạ ở chế độ tryout có thể sử dụng bảng ngọc này. Và mình là Hoàng Quân Ca, người sẽ giúp anh em tiếp cận với game Naraka dễ hơn. Vì vậy là anh em cũng đừng quên ủng hộ cho mình xin một like cũng như là subscribe để ủng hộ cho kênh của mình phát triển nhiều hơn nữa nhé. Và giờ thì chúng ta cùng nhau vào nội dung chính của video thôi nha. Quý Doanh Doanh là một tướng phải phụ thuộc khá nhiều vào chiêu cuối với những đòn đánh là dây xích có bá thể vàng. Hơn nữa, khoảng thời gian gần đây, Quý Doanh Doanh được búp tốc độ đánh lên khá nhiều nên xích vô thường. Chiêu cuối của Giai là một thứ không thể thiếu được ở trong giao tranh. Vì vậy, bảng ngọc của Giai nó sẽ rất thiên về phần ngọc đỏ. Ở chế độ tryout hay solo, mình đều chọn F1 hoặc F3 và V sẽ là V2 thay vì V1 và V3 như mình thấy không hiệu quả trong thực chiến. Chiêu F1 sẽ được dùng phù hợp ở trong các trường hợp khi các bạn chưa quá quen với việc thoát đòn hoặc giữ vị trí hoặc giữ khoảng cách thì các bạn sẽ nên dùng F1. Còn một khi đã nắm chắc các kiến thức giao tranh rồi thì F3 là một thứ mà các bạn có thể tận dụng để gây sát thương vô cùng lớn. Và ở đây sẽ là bảng ngọc dùng cho cả hai chế độ tryout cũng như là solo. Với bảng ngọc này, chúng ta sẽ có chỉ số ngọc đỏ, tăng tốc độ hồi nộ theo thời gian, tăng nộ theo sát thương, tăng tốc độ hồi nộ và quan trọng nhất là giảm sát thương nhận vào khi chúng ta ở bật V. Điểm còn lại chúng ta có thể quan tâm vào ngọc xanh lá cây với ở phía nhánh phải giúp cho Giai có thêm chỉ số móc dây được tăng lên. Và hai điểm lẻ còn lại thì chắc chắn là cộng vào các nốt như là nốt tím, ngọc tím cũng như là ngọc xanh dương này. Mình sẽ cảm thấy nó sẽ là ok nhất so với các chỉ số còn lại. Ngọc tím sẽ cho giảm 10% sát thương khi Giai liên tục ra đòn ở trong bá thể vàng. Ngọc xanh dương giúp Giai có một chút may mắn hơn, coi như là chi phí đầu tư cho cơ hội. Và đó là bảng ngọc của Quý Doanh Doanh cũng như là Giai ở trong video lần này. Và trên đây là bảng ngọc mình hay dùng cho Giai, Quý Doanh Doanh và một số tướng mình kể trên. Anh em có thể xem và tham khảo bảng ngọc của các vị tướng này theo phong cách cũng như lối chơi của mình. Ngoài ra vẫn là câu nói cũ, anh em nào có bảng ngọc hay hơn, chiến thuật tối ưu hơn, có thể chia sẻ xuống phía dưới để anh em viewer khác có thể tham khảo cũng như là áp dụng vào trong thực chiến. Còn bây giờ là đừng quên ủng hộ cho mình xin một like cũng như đăng ký kênh cho mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.